Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đệ tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng mỗi người. Đoạn ông ra đi. Người lãnh 5 nén bạc ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được 5 nén khác. Cũng vậy, người lãnh 2 nén cũng làm lợi ra 2 nén khác. Còn người lãnh 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh 5 nén bạc đến, mang theo 5 nén khác mà nói rằng: Thưa ông đã trao cho tôi 5 nén bạc. Đây, tôi làm lời được 5 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: Hãy đầy tớ khôn tốt lành và trung tín. Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Người đã lãnh 2 nén bạc cũng đến và nói: Thưa ông đã trao cho tôi 2 nén. Đây, tôi đã làm lời được 2 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: Hãy đầy tớ tốt lành và trung tín. Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói: Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi ông không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu 1 nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại ông. Ông chủ trả lời người ấy rằng: Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát. Vậy, lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy 1 nén bạc lại mà trao cho người có 10 nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật. Còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Suy niệm: Hỡi đầy tớ tồi tệ biếng nhác, đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu hồi của thuộc về tôi cùng với số lời chứ. Thiên Chúa được ví như ông chủ sắp đi xe. Vì tin tưởng các đầy tớ của mình, nên khi vắng nhà, ông không ngại giao phó cho họ những món tiền rất lớn tùy khả năng. Người được 5 nén, kẻ được 2, người được 1. Trong việc tuyển chọn nhân sự, 2 tiêu chí hàng đầu là năng lực và nhiệt tâm. Nhưng năng lực và nhiệt tâm, điều nào quan trọng hơn? Trong thực tế, quy luật của thế giới kinh doanh là hễ anh sinh lời nhiều, anh được trọng dụng. Còn nếu anh không làm lợi cho công ty, anh sẽ bị đào thải. Như vậy, cái mà người ta quan tâm là hiệu quả. Nhiều ông chủ không cần bạn yêu mến ông ta đâu, nhưng chỉ cần năng lực sinh lợi của bạn thôi. Thiên Chúa thì khác. Ngài không đặt nặng thành quả của chúng ta. Điều Ngài quan tâm là nhiệt tâm, tấm lòng của chúng ta đối với Ngài. Sự khác biệt về số vốn ban đầu của mỗi người không phải là một sự khác biệt trong cái nhìn của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn lòng cộng tác với Ngài để sinh lời từ khả năng mà Ngài ban cho hay không. Chính sự sẵn lòng cộng tác này sẽ đo lường tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Không hờn dỗi khi thấy Chúa chỉ trao cho mình 1 nén, học vấn hạn chế, kinh tế yếu,
sức khỏe kém. Nhưng biết tận tâm sử dụng một nén ấy để góp phần dù bé nhỏ vào công cuộc của Chúa. Teresa nhỏ là phận liễu yếu, lại bệnh hoạn trầm kha, và hầu như cả đời không ra khỏi tu viện. Chúng ta nghĩ đâu là cái lý của việc giáo hội tôn ngài làm bổn mạng các sứ truyền giáo, ngang tầm với Francisco Xavier, nhà thừa sai lừng danh. Chỉ vì yêu thương mà Chúa đã mời gọi chúng ta cộng tác trong công cuộc của Chúa. Xin cho chúng ta luôn nhiệt tâm làm phận việc nhỏ bé của mình với cả tấm lòng yêu mến.